Thưa quý vị, trong chiến dịch giải cứu lợn lần này thì có sự bắt tay tham gia của rất nhiều bộ ban ngành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn hỏa tốc kêu gọi giải cứu thịt lợn. Bộ Công Thương cũng đưa ra 4 giải pháp cấp bách cứu giá thịt lợn. Tuy nhiên thì một trong những mục tiêu chính là nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng sức mua thì có vẻ vẫn chưa đạt được hiệu quả. Bởi lẽ mặc dù giá thịt lợn bán lẻ đã giảm nhưng lượng tiêu thụ vẫn rất ì ạch. Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày 9 tháng 5 tại chợ đầu mối phía Nam, mức giá bán lẻ thịt lợn đã giảm mạnh gần một nửa so với thời điểm đầu năm, xuống còn 30-40 nghìn đồng. Giá đã giảm, tuy nhiên sức mua không hề tăng, trái lại cũng giảm theo. Đại diện ban quản lý chợ đầu mối phía Nam cho biết, trong vòng một tháng trở lại đây, số lượng heo nhập về chợ đầu mối đã giảm khoảng 30%, từ 12 tạ xuống 8-10 ngày một tạ. Tại các chợ cóc, chợ lẻ trên địa bàn Hà Nội, dù giá bán lẻ thịt heo vẫn còn cao nhưng đã giảm so với trước đây. Cụ thể với thịt ba chỉ có mức giá dao động từ 60-70 nghìn đồng một kg, thịt mông vai từ 50-55 nghìn đồng một kg, song lượng người mua vẫn khá ì ạch. Nguyên nhân chính được các chủ hàng chỉ ra là do nắng nóng, nhu cầu sử dụng thịt lợn ít hơn. Rõ ràng khi người dân không có nhu cầu tiêu thụ thịt lợn thì công cuộc giải cứu lợn vẫn còn gian nan và nó không thể dừng lại ở những văn bản lời kêu gọi suông của các bộ ngành.